Rồi, xin mời nông dân. Nông dân cứ nói nha, nông dân. Dạ. Thì anh em mình cũng tiếp tục, do ngày hôm qua cái ông Túc Sơn không làm biếng chơi cho nên không cho nghỉ cả đám hết, phải không? Bữa nay không cho chơi, mình chơi tiếp. Tính đâu không nghỉ, khỏe cả làng à. Giờ tiếp tục chơi tiếp, mở ra chơi nữa không có gì hết. Thì vấn đề mà nói về cái chuyện nhà Bảo thì cái vấn đề này thì đã lâu rồi, hơn chục năm, tính ra cũng khoảng 15 năm. Chúng ta cũng có một cái bộ phim truyền hình phản ánh về cái nghề báo. Thì trước đây 15 năm trước là trong cái mảng mà truyền thông, người ta cũng đã nhận định được, người ta đã thấy được cái ông nhà báo là ông này ông muốn xấu là xấu, ông muốn tốt là tốt. Ổng cũng có một cái tầm ảnh hưởng rất là khủng khiếp đối với xã hội chứ không phải nói chuyện chơi. Như cái chuyện mà nói là nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm, chuyện đó là chuyện cái câu cửa miệng nào giờ của ông bà xưa. Thì cái chuyện mà ông bà xưa chúng ta đặt ra thì cái không phải là không có, nhưng không phải là nó 100%. Ví dụ như là những cái chuyện mà ngày xưa có thể nó tùy thời điểm, nó tùy giai đoạn, có những giai đoạn nó chưa ảnh hưởng lắm, nhưng có những cái giai đoạn nó cũng rất là ảnh hưởng. Ví dụ như nhận định mà cái câu mà sướng ca vô loại, để nói về cái bọn ca sĩ, thì có những giai đoạn thì người ta thấy bọn ca sĩ nó gắng cố gắng để mà nó làm đẹp cho cái nghề của nó. Rồi là bây giờ nó lại có một số kẻ nó lại làm cho xấu mặt cái nghề ca hát. Thì không thể nói là 100% nha. Cái gì đó có nói đi được cũng có nói lại, ông bà xưa nói thì là có chứ không phải là không, nhưng ông bà xưa cũng có nói mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, cha nó lú thì cũng còn chú nó khôn, chứ không phải mà nó lú cả đám, nó lú cả nùi, đúng không? Chứ không phải mà nó hễ mà cái thấy vậy cái chụp vậy, chụp cũng phải coi, bắt rắn cũng vậy, bắt rắn thì đánh rắn thì đánh đằng đầu, đúng không? Bắt á, nhiều khi bắt đằng đuôi, nhưng mà đánh là phải đánh đằng đầu, đánh cái cho mày chết luôn. Còn bắt lươn á thì bắt đằng đuôi thì không xong rồi đó, bắt lươn bắt đằng đuôi nó chuột mất, bắt lươn phải bắt đằng đầu. Ừ. Thì em có vài cái chia sẻ về cái chuyện mà lùm xùm mấy hôm nay. Em lại mừng chứ, em lại có một cái mừng, có nhiều cái để giận và có những cái để mừng. Mừng á là khi bà con miền Tây của mình về quê thì được chính quyền đón tiếp đâu đó nó cũng gọi là suôn sẻ, mặc dù có cái sự mà gọi là bất ngờ khi mà bà con ùn ùn ùn, mình không nghĩ là bà con phải ùn ùn như vậy, nhưng mà khi mà bà con ùn về thì cũng có lường trước và một cú trở tay là chúng ta đã đón hết bà con về quê. Và hiện bây giờ ở địa phương em còn những cái cơ sở đã giao cho dân quân tự vệ, giao cho bên công an, giao cho bên y tế đã tiếp quản rồi, mà hiện giờ chưa có người về để ở đó. Có nghĩa là trên tinh thần là còn tiếp tục đón tiếp những cái cơ sở mà bà con về ở rồi thì đã đâu vào đó, rất là ổn định. Hôm nay thì em cùng Tháp Tùng với một số anh chị em đi tiếp ứng cho mấy đứa học sinh mà nó tham gia học online á, mà nó không có wifi đủ mạnh để nó học, tại vì vô cái khu cách ly tập trung á thì rất là nhiều người xài, mà lúc tụi nhỏ nó lên nó học wifi á, nó học online á thì wifi lắc quá, nhiều người xài cho nên cái đường truyền không đủ để tụi nó học, cho nên là mới tặng, tìm hiểu rồi xong rồi mới vô mấy chỗ khu đó đó, mình mới tặng sim 3G 4G cho mấy em nó học online.
mặc dù tụi nó không có ở quê nhưng mà tụi nó vẫn tham gia học online. Thì là khi tụi nó về quê thì cũng có báo cáo với thầy cô giáo đó, thì mới biết là tụi nó đã về quê và nó đang gặp khó khăn trong việc học. Thì mấy nhà mạnh thường quân người ta mới là cho sim thì mình mang lại tới mấy khu cách ly, thì rất là mừng, vô rất ổn định anh ơi, im ru bà rù. Phải nói dân miền Tây mình phải nói hiền mà trật tự nữa. Mấy anh bảo vệ thì cứ ngồi ở ngoài trước cổng, nó gác cổng thôi. Và ở trên bên trong thì người ta có cái dây dăng đó, khu vực nào để cho bà con cách ly ở trong khu vực đó, nửa sân trở về trong là bà con mình ở, nửa sân trở ra ngoài là của các chiến sĩ canh gác. Cái gì cần thì cứ việc đứng bên trong bên sợi dây dăng đó, nửa sân phía trong đó, lên tiếng là các chiến sĩ ta mang vô cho. Ví dụ tụi em ở ngoài cổng nha, tụi em không được vô cổng đâu, lại tới cổng là hỏi là mấy chú chiến sĩ đó, hỏi anh chú muốn cần việc gì, nó thì đến đây trao quà cho mấy cháu nó học online đó, trao cái sim cho nó để nó có cái dữ liệu mạnh để nó học. Vậy thế thì ta hỏi là giờ trao cho em nào, em nào thì mình điện thì tụi nó ra đứt chỗ dây dăng đó, nó đứng ngang đó, đây mấy chú này xách vô mang đưa rồi, thế là xong. Im ru bà rù, không có cái chuyện mà nói là ồn ào hay là cái gì gì. Mấy hôm trước á, em xem mấy cái video clip mà cái chỗ khu cách ly của người ta trong trường học mà xả rác tùm lum tà la, còn live stream, em giận vô cùng giận. Còn á, về đây mấy cái trường học ở đây người ta vô người ta ở rất trật tự và rất là sạch sẽ. Cái ý thức của người dân rất là tốt, không ai mà cố tình làm cái chuyện trời ơi đất hỡi những cái bọn phá hoại. Chỉ có những kẻ kích động phá hoại rồi nó kết hợp chung với một số tay báo mà gọi là báo hại á. Nó báo hại, nó quay lên rồi nó chụp hình rồi nó đưa tin nó này nọ nó kia, nó làm dữ làm hùm làm hổ lên. Thật ra khi mà mình có một cái nhìn thiện cảm mà mình nhìn đúng rồi đó, thì mình biết kẻ nào là kẻ có lòng với quê hương đất nước và kẻ nào là kẻ phá hoại, kẻ nào là kẻ báo hại. Những người về quê em nhận định với anh cái bữa trước đó, em cũng nói có những người buộc lòng phải chấp nhận để về quê, đó là những cái nghề nghiệp mà hiện bây giờ trên thành phố đóng băng này, có nghĩa là những cái ngành đó là không thể sống được nữa, thì mình Đúng rồi. đành phải chấp nhận cho bà con mình về quê. Ví dụ như những người sống bằng nghề hồ, nghề xây dựng, bây giờ trên trển còn mấy 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 cái chỗ nào mà còn tiền còn bạc gì nữa xây dựng đâu, ví dụ vậy. Hoặc là những người làm nghề mua gánh bán bưng, mua đồ chợ bán cuối chợ đó, thì mấy nghề đó là, hay là những người làm ở chợ cá là chợ đầu mối này nọ các kiểu đó, thì coi như là xong rồi, mấy người đó phải coi như là về. Bên cạnh đó có một số người á, trước cái mùa hè chúng ta chưa xảy ra được dịch thì con cái họ rước lên thành phố chơi với cha với mẹ, thì rước lên chảnh mắc kẹt ở chảnh luôn. Bây giờ lúc này họ phải về, buộc lòng họ phải về để cho con cái họ vô học. Chưa có vô học được là trực tiếp ở trường thì cũng là vô học trực trực tuyến ở trên mạng. Anh chào Hiệp Jimmy nha. Này chúc chào anh năm mới sức khỏe hả? Tưởng đâu cả năm rồi mới gặp lại ha. Thì mấy đứa đó nó cùng tháp tùng với cha mẹ nó về quê để mà nó tiếp tục cái việc học. Với lại có những đứa ở trên đó nó không có đi mua sách mua vở được đó, rồi năm nay cộng thì dồn thêm cái vụ mà chương trình nó cải cách mới đó, cho nên là học ở đâu thì mua sách ở đó, chứ còn anh mua sách ở chỗ khác về cái trường ở quê mình coi chừng học không được. Bây giờ mình phải có cái vấn đề mở rộng như vậy, cứ học ở đâu thì mua sách ở đó. Mỗi một ngôi trường anh có quyền anh chọn một bộ sách khác nhau để anh học tự do. Trước đây á, là sách là bộ giáo dục độc quyền, một bộ sách một duy nhất của nhà xuất bản giáo dục. Còn bây giờ hình như là đâu 4 5 bộ sách lận, 4 5 bộ sách và được bộ giáo dục chấp thuận cho song hành, nghĩa là chất lượng của những bộ sách đó như nhau. Quan trọng là sự đánh giá của bên cái ngành, bên các thầy cô đứng lớp, người ta thấy sách nào mà phù hợp với địa phương người ta thì người ta chọn, người ta dạy cho học trò người ta. Cho nên về đây là tụi nó phải mua sách ở dưới quê nó mới học được sách đúng theo sách của trường nó. Thì em thấy cái chuyện mà bà con mình về quê là một cái chuyện chính đáng, cho nên những người mà muốn về quê để mà
cho con đi học hành, hoặc là những người muốn về quê để mà chạy chống cái sự mà thiếu ăn thiếu mặc lúc mà cái nghề nghiệp ở trên thành phố của mình nó bị đóng băng, thì đó là những người chính đáng về quê. Thì bên cạnh đó cũng có những kẻ hùa theo phá hoại, có đấy, nhưng mà những cái kẻ hùa theo phá hoại đến hôm nay thì im miệng rồi, im miệng rồi, có nghĩa là nó anh nghĩ sao mà có cái sự vụ mà nó về tới tới thành phố, tới tới Trà Vinh của tụi em mà nó khai là nó nói là em đi lạc đường, quê nó ở miền Đông ở Khánh Hòa mà nó về tới Cổ Chiên Trà Vinh rồi xét nghiệm ra là nó dương tính. Người ta mới điều tra hỏi tại sao mà người ta lúc này là người ta về quê, còn em thì em không về quê mà em về Trà Vinh này em kiếm ai? Nó em đi lạc đường. Trời đất, một cái chữ mà lầm lẫn có tính toán, em nghi ngờ vậy, một sự lầm lẫn có tính toán. Có chủ Nghĩ sao một cái thằng ở đất đỏ miền Đông nha, đích. cái quê hương của nó khi bắt đầu bước khỏi qua cái khu công nghiệp Sóng Thần, qua khỏi sông mà Sài Gòn bắt đầu trở về trên kia rồi đó, thì hầu như nội nhìn trên cái mặt đất thôi nó đã khác với miền Tây xa lắm. Nó lên đồi rồi nó xuống dốc, nó lên đồi nó xuống dốc, lên đồi xuống dốc, cây nó trồng là cây cao su nha, cây hai bên đường nó khác lắm, cảnh quan nó khác lắm. Mà nghĩ làm sao mà nó lạc về tới cái khu vực ở dưới đây đồng bằng, không có một miếng nào lên đồi xuống dốc, không có trồng một cái cây cao su nào hết, ta trồng toàn lúa với dừa không à, mà nó lạc mấy trăm cây số mà nó lạc về được tới đây. Một sự lầm lạc có tính toán mà nó dương quá, Rồi chứ rồi mà nó rồi không rồi dương tính em không đặt câu hỏi rồi công được nhận không? à, nông dân cho họ cái rồi cuối cùng cái trường hợp của nó thì địa phương giải quyết sao? Túm vô luôn, cho nó thẳng À vô có thẳng gì bệnh vô viện vô luôn, à, vô cách ly luôn đúng không, trong khu cách ly đúng không? vô bệnh viện chăm sóc và cách ly luôn, chứ không phải là vô À khu cách ly của riêng những người 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 âm tính. Thí dụ mình về à quê đó, khi về tới cầu Cổ Chiên đó là người ta xét nghiệm, thí dụ những người nào còn giấy giá trị trong vòng 72 giờ, xét nghiệm trên cái đoạn đường về mà bị qua các cổng á, qua các cái cổng cửa ngõ của các tỉnh á, người ta không có xét nghiệm test nhanh thì giấy đó còn giá trị trong vòng 72 giờ thì số người đó không cần phải xét nghiệm lại. Còn những người nào giấy không còn giá mà trị trong nông vòng dân, cách ly ở dưới đó có test xét nghiệm ba que chưa? đó, em thấy Theo xét lận que, xét lận que que hàm mà nó chọt ba lần là được không ba ý que. ý đúng vô test nó coi 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 nó có phải là ở đâu lạc 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 xuống không phải không, nó có cái gen kia không nông dân hiểu không, phải chỉ có que Chắc test đó ha, test rồi coi nó có cái gen kia chưa không. chưa có mình chưa có sáng chế, chưa có cái ai mà sáng chế ra cái đó. Mà theo em nghi ngờ, em nghi ngờ là một sự lầm lẫn có tính toán. Không thể nào mày từ đất đỏ miền Đông mà mày lạc hơi về đây, mà trong thời buổi 4.0 như thế này, một cái thằng công nhân đã cầm biết cầm xe chạy, biết cầm điện thoại thông minh ở trên tay, thì không thể nào nói mày từ miền Đông mà mày lạc qua miền Tây tao được hết trơn. Đúng rồi. Từ cái chỗ ở của mình, em nói thí dụ mình từ ở quê mình lên thành phố về quê thành phố về quê, cái con đường đó nó nằm ở trong đầu mình, nó nằm suốt ở trong đầu mình, Nàng không thể này chắc nào tương lai chắc lạc qua Cali luôn quá nông dân này. À tương lai dám dám lạc lắm, qua Cali lắm dám lắm. Em nghi à. nó lạc, nó về Trà Vinh rồi đâu rồi anh biết nó lạc ở đâu không? Nó lạc ra biển á, tại vì ra ra tới Trà Vinh là đi ra biển được rồi, ra biển đó là nó đi qua vịnh Thái Lan được đó anh, về tới ra biển ra vịnh Thái Lan được đó, về tới Trà Vinh qua Thái Lan gần sạch à. Cái sự mà em đánh giá đó là một sự nhầm lẫn của tôi nó, khi mà ở trên thành phố nó về như thế, nó cố tình nó trà trộn trong cái số những người người ta có mục đích về quê chính đáng. Rồi cái tin tức cập nhật thêm cái vụ cái ông bánh mì, khi mà hắn đưa hộp bánh mì hắn chê đó thì hắn bị hàng trăm con mắt chĩa vào hắn. Hắn nói, ê mày bánh mì mà giờ này mày chê
mày không ăn thì đưa đây nhiều người ta cần bánh mì lắm mày. Đúng rồi. Không ăn thì nhịn mày. 100 con mắt người ta nhìn vào, người ta nói bánh mì mày chê hả? Giờ mày muốn cái gì? Hả? Muốn cái gì bánh mì mày chê? Rồi im luôn, đâu dám nhúc nhích. Có nghĩa là những người dân họ họ nói họ họ than lại đó, họ kể lại đó. Họ nói trời ơi, về được tới quê hương là muốn rớt nước mắt rồi. Tại vì cái nghề của mình ở chợ nó không còn sống được nữa. Tại vì nó không còn phù hợp ngay thời điểm này. Bán cũng không ai mua. Mà điều kiện mua bán nó cũng không còn được thuận lợi nữa. Cho nên mới khổ lắm mới trở về quê. Về được tới quê hương. Ta nói bước chân qua khỏi cầu Cổ Chiên là nói rồi tới nhà rồi. Tới đất mẹ rồi. Đó. Được các anh các chú đón về tới khu cách ly. Cho bánh mì. Trẻ con thì cho sữa. Đó là người ta mới tiếp đón thôi. Vậy mà có những kẻ nó chê đó là những kẻ đó là những kẻ phá hoại, những kẻ báo hại. Rồi nó bị hàng trăm con mắt khác chĩa vô. Mày không ăn mày nhịn. Các chiến sĩ khỏi nói. Các chiến sĩ khỏi nói. Để dân ở trong đó người ta tự xử nữa ha. Đã về tới miền Tây rồi thì mày làm cái chuyện mà trời ơi đất khởi là không có đâu con. Không có đâu, khó lắm. Đã người ta về đây là về tới quê hương của người ta rồi. Xã nào, huyện nào trả về huyện ấy, thí dụ như huyện Cầu Kè của em, nó không trả về đúng xã nha, nhưng mà thí dụ như của huyện Cầu Kè là người của Cầu Kè ra đón, người ở phân, người ta phân theo huyện á, là phân ở từ bên chốt Cổ Chiên là phân về, hoặc là họ về cái mấy cái cửa ngõ đó là coi giấy tờ đồ huyện nào đưa thẳng về huyện đó. Còn thí dụ như ở xã đó, người ta không đưa về đúng xã nha. Ví dụ nó ở xã bên mình nhưng mà trúng một luồng như vậy mà ta đưa thẳng một hơi qua xã bên kia, cũng qua bãi qua bên kia ở, thì cũng trong huyện mình thôi chứ đâu hết trơn á. Nó có như thằng bé mà nó ở bên xóm bên em đây nè, mà nó cách ly qua tới xã thuốc bên kia, phải chạy qua bên kia thằng cho nó cái sim nó học đó. Đây, thì là về tới quê hương mình rồi. Cho nên là những người dân ở quê hương xứ sở mình không ai mà đi phá hoại quê hương mình hết trơn. Cho nên các chiến sĩ, các cái người người ta chăm lo cho mình là ok. Không ai mà trong người dân mà về quê đây mà phàn nàn gì chứ. Còn là những cái cơ sở trường học mà chuẩn bị để mà đón tiếp bà con về vẫn còn trống. Có nghĩa là chuẩn bị thêm nữa. Những cái chỗ nào chuẩn bị rồi đã đón tiếp rồi. Còn bây giờ còn những chỗ chuẩn bị 2-3 ngày nay mà em đi qua đi lại cái em hỏi, ê có người chứ mày chưa, trời ở đó mà giữ không vậy nè, giữ không cũng giữ, có nghĩa là trên tinh thần sẵn sàng đó, giữ cái cơ sở không vậy đó, chuẩn bị sẵn sàng hết trơn, hễ mà có về là đưa vô, có về đưa vô. Em thấy như vậy đó mới là tốt cho cái miền Tây. Cái trong cái nhóm họ về lúc mà test ở ngay cửa ngõ của tỉnh đem về họ vẫn âm tính nha anh. Nhưng mà khi về vô khu cách ly 2 ngày hôm nay, ngày nào trong tỉnh Trà Vinh cũng có 9 người, 10 người, 9 người.